chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn loại tai nghe không dây đang rất hiện hành là Beosius. Đây, mọi người có thể thấy là ở trên tay mình ở đây là hai hộp Beosius. Model của nó sẽ là WM01 Plus. Cái hãng này thì là của Hồng Kông. Ở đây thì hôm nay thì mình sẽ review một con thôi, tức là con màu đen này thì mình đã bóc và sử dụng rồi. Còn một con màu trắng này thì hôm sau mình sẽ đập hộp cho các bạn xem nhé. Đây, tiếp theo thì mọi người mình sẽ mở cái hộp này ra, mọi người sẽ nhìn ở phía trong. Đây, mọi người có thể thấy là con màu trắng này thì bây giờ vẫn còn nguyên đai, nguyên kiện, nguyên tem mác, chưa bóc gì. Mình sẽ bỏ nó ra một bên. Và tiếp theo đây thì là sẽ là cái hộp này, là hộp mà mình đã mở ra rồi. Đây, khi mà bạn mở ra thì sẽ có như thế này. Một cái đây, warranty card, có nghĩa là cái thẻ bảo hành. Thẻ bảo hành của nó thì là sẽ có bằng tiếng Anh, và phía sau này là sẽ là bằng tiếng Trung. Tiếp đến là một cái sticker rất là xinh xinh, đúng không ạ? Sticker xinh xinh. Đấy. Đây là hướng dẫn sử dụng. Nó sẽ có hai mặt. Một mặt sẽ là bằng tiếng Trung. Đây, mọi người có thể xem. Còn ở mặt tiếp đây thì là sẽ là bằng tiếng Anh. Cái vỏ hộp ngoài thì được làm bằng nhựa, và trên vỏ hộp thì có in cái nhãn hiệu của nó là Beosius. Đến thì khi mà bạn nhận hàng ấy, thì sẽ có cái sản phẩm, tức là cái túi rất xịn sò, đúng không ạ? Có in nhãn hiệu của Beosius này. Ở trong này thì đây, ở trong này thì sẽ có, bạn có thể nhìn thấy đây là một cái đầu mút tai. Chất liệu là silicone. Ở đây thì có 4 cái, 2 cái to và 2 cái bé. Mình thì còn chưa bóc ra luôn. Tiếp tới là sẽ có một cái đầu sạc tai si. Với một cái con thiết bị tai nghe mà không dây giá rẻ như thế này thì cái việc có cái cổng cắp sạc tai si thì là rất là ok rồi, đúng không ạ? Đấy. Đấy. Đây. Cái phần hộp thì nó rất là nhỏ gọn, nằm gọn ở trong lòng bàn tay của mình luôn. Kích thước của hộp này thì là 63 x 63 x 31, dài nhân rộng nhân cao 63 63 31 mm. Và cái vỏ hộp này thì làm bằng nhựa. Trên vỏ hộp này thì có in nhãn hiệu của Beosius. Và sản phẩm này làm bằng nhựa thì giúp cho chúng ta có thể chống trơn trượt khá là tốt. Theo mình thì cái phần mép nối của nó thì nó khá là khít và không có nhựa thừa luôn. Ở đây thì sẽ có là cổng sạc là tai si nha mọi người. Và khi mà mình mở sản phẩm này ra, đây, mọi người có thể nhìn thấy đây không? Đây, khi mà mở sản phẩm ra đây thì thứ nhất khi mà mình bấm vào thì nó sẽ hiển thị cái màn hình thông minh. Sản phẩm này thì có hiển thị màn hình LED kỹ thuật số trên đốc sạc, giúp cho bạn dễ dàng kiểm tra được cái tình trạng của tai nghe. Ví dụ như đây bây giờ là mình dùng khá là nhiều, cho nên bây giờ chỉ còn có 36% nữa thôi. Ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy cái phần bóng này không ạ? Cái phần bóng này thì được gọi là cái khu vực cảm ứng của tai nghe. Đây là nhà sản xuất đã để cho một cái khu vực rất là rộng rồi. Và nó thì được làm bằng nhựa bóng nha các bạn, để phân biệt với các cái viền ở xung quanh. Thì bạn có thể là nghe nhạc liên tục trong vòng 5 tiếng. Và khi mà nghe thì âm lượng nghe là khoảng tầm 70%. Và khi kết hợp với cùng với đốc sạc thì cái thời gian nghe nhạc này có thể kéo dài đến 50 tiếng.
Nghe Passios WM01 Plus này thì được trang bị cái Bluetooth 5.0 và khả năng kết nối trong cái bán kính là 10 m với cái đường truyền ổn định và kết nối nhanh chóng. Cái thời gian sạc này thì là sẽ là 2 tiếng. Và các bạn chú ý một điều đấy là khi mà sạc con này ấy, thì các bạn phải nhớ là ở đây sẽ là đấy. Các bạn để ý ở trên cái phần phần này, cái phần thông tin được ghi ở đây thì khi mà sạc vào thì sẽ là 5V và 800 mAh. Các bạn nhớ nhé. Tức là khi sạc con này thì phải sạc cái dòng điện của nó sẽ là 5V 800 mAh. Khi sạc thì phải chú ý củ sạc hợp với dòng điện để tránh cái việc là mà chai pin hay là cháy chập sản phẩm, rất là đáng tiếc. Ở đây khi mà mình cầm con này ở đây, đấy, cái viền này là viền nút silicone, đấy, nút tai nghe, nút tai. Thì nút tai nghe silicone này thì được thiết kế thông minh để giúp tăng cái khả năng chống ồn thụ động, giảm đáng kể cái tiếng ồn bên ngoài môi trường, mà bên cạnh đó thì không tạo cái cảm giác khó chịu cho chúng ta. Đây, mọi người khi để ý nhé. Thứ nhất là chữ R, R có nghĩa là tay phải, right, phải. Thì tay này mình sẽ đặt bên này. Đây, để sử dụng cái sản phẩm này thì bây giờ thứ nhất là chúng ta sẽ kết nối Bluetooth. Mình sẽ bật Bluetooth lên này. Đây, mọi người sẽ nhìn thấy là Baseus Encode WM01 Plus đúng không ạ? Chọn. Đấy, đã kết nối rồi, hoàn tất. Bây giờ mình sẽ nghe nhé. Đây mọi người sẽ, đây là tay phải đúng không ạ? Thì mọi người sẽ chạm 2 lần vào tay phải để chơi hoặc dừng. Đây bây giờ là nó đang chơi thì mình sẽ bấm 2 lần để cho nó dừng nhé. Đấy, nó sẽ dừng. Và tiếp tục thì mình sẽ chạm 2 lần để tiếp tục play music. Ở đây mình sẽ là chạm vào giữa 2 giây của tay phải là để next bài nhé mọi người. Đấy, chạm và giữ 2 giây của tay phải là để next bài. Đấy chưa? Tiếp đến đối với tay trái thì tay trái khi mà mọi người là lùi bài thì mọi người sẽ đây. Tay trái đấy ạ. Khi mà mọi người lùi bài thì mọi người sẽ chạm và giữ 2 giây để lùi bài. Đấy, lùi bài. Còn khi mà mọi người mà chạm 2 lần vào tay trái thì để gọi trợ lý ảo. Mình chạm 2 lần nhé. VN Express. Đấy, nó đã đưa mình đến cái trang mà mình cần là VN Express rồi bạn nhé. Thì đối với khi mà có các cái cuộc gọi đến ấy, thì khi mà trả lời thì bạn có thể chạm 2 lần vào tay trái và tay phải khi có cuộc gọi đến. Và khi mà từ chối cái cuộc gọi đến thì các bạn chỉ cần ấn giữ 2 giây ở tay trái hoặc tay phải thì là nó sẽ tắt cuộc gọi. Có các cái lỗ nhỏ ở đây. Đấy, mọi người có thể thấy 2 lỗ nhỏ ở đây đúng không ạ? 2 cái lỗ nhỏ ở đây là 2 cái lỗ mic. Và các bạn tương tự thì khi các bạn mà cầm cái tai nghe này thì các bạn cũng sẽ để ý đến, tức là ký hiệu chữ R và L như mình nói từ đầu ấy, thì là R tức là bên phải và L thì là sẽ là bên trái. Đấy. Khi mà mình ấn đấy, khi mà mình ấn 1 lần thì thể hiện là pin của đốc. Ấn 1 lần nữa thì thể hiện pin của tay trái. Đấy, pin của tay trái còn có đấy 5 tiếng nữa. Ấn 1 lần nữa là thể hiện là pin của tay phải. Đấy, thời gian là 4 tiếng. Đây, 36%. Các bạn mà muốn reset lại cái tai nghe và cắt kết nối thì các bạn sẽ làm như sau. Thứ nhất là các bạn sẽ tắt Bluetooth.
Thứ hai, các bạn sẽ ấn 3 lần vào tay trái hoặc ấn 3 lần vào tay phải. Khi nào các bạn thấy là xuất hiện nhấp nháy thì màu đỏ thì bạn sẽ thành công. Đấy, hiện màu đỏ rồi thì là ok, bạn đã thành công. Mình rất thích cái tính năng của máy, đấy là cái tính năng độc lập hoàn toàn, không phân biệt chính phụ tai nào, cũng như là dùng được như nhau. Cả hai tai là đều nghe nhạc và nghe điện thoại như nhau các bạn nhé. Cái nhược điểm của nó theo mình ấy thì là không có cái nút mà tăng giảm âm lượng. Và lúc mà mình mở hộp ra ấy, khi mà mình nhận cái hộp này thì mình thấy cái phần phía trên này ấy bạn, tức là nó khá là hơi mỏng, mỏng manh dễ vỡ. Và lúc đầu mình mở ra thì mình tính hơi hậu đậu nên mình sợ là mở ra gãy nguyên cả cái phần phía trên này. Đấy, nó chỉ có như thế thôi. Thì hôm nay thì là mình đã review cũng như là hướng dẫn cho các bạn về cái cách sử dụng của cái con tai nghe Beosit này. Thì các bạn cảm thấy như thế nào với con máy này? Thì hãy để lại cái ý kiến comment của các bạn ở phía dưới nhé.